trước đây tôi biết anh Nguyễn Quang Kiều, nhà thơ Nguyễn Kiều là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, còn cũng chưa được gặp anh và cũng chưa quen anh. Tuy nhiên khi mà phổ thơ của anh, phổ nhạc cho thơ của anh thì bắt buộc là tôi đã phải liên hệ với anh, và hai anh em là nhắn tin cho nhau qua Messenger thì có thể nói tức là anh đã hợp tác với tôi một cách rất là tích cực và tỏ ra là rất hiểu cái công việc của phổ nhạc trong một cái bài thơ. Tôi nói chẳng hạn như là với những câu thơ đầu tiên của anh thì đã cho tôi một cái âm hình để mà viết cái đoạn A của bài hát. Thế thì bốn câu đầu tiên của anh ấy thì là: mẹ ơi mẹ về đi, chiều phủ kín hết rồi, sông ngửa mặt lên trời, thở từng hơi trắng. Thì khi mà thở từng hơi trắng như vậy nó chỉ có bốn từ thôi. Đấy. Thì bắt buộc là tôi cũng phải thảo luận với anh để mà được thêm một từ nữa. Thì đầu tiên tôi biết là thở từng hơi thở trắng, nhưng mà thấy hai chữ thở thì không hay lắm, thì tôi đã phải thay bằng một cái đầu từ khác, đưa từng hơi thở trắng. Và như vậy là bốn cái câu thơ đầu tiên thì gần như là nguyên vẹn, chỉ có thay đổi một chút để mà nó phù hợp với âm hình của ca khúc. Mẹ ơi mẹ về đi, chiều phủ kín hết rồi, sông ngửa mặt lên trời, đưa từng hơi thở trắng. Và sau đó thì một loạt những hình ảnh của bài thơ thì đã được tôi xin phép anh Kiều là biên tập lại để mà hoàn thành một cái đoạn đầu tiên của bài hát Bơ Phờ. Bên bến vắng tiếng gọt đỏ của ai, cỏ đầy sương gió lạnh, mẹ ơi mẹ về đi. Thế thì cả bài thơ chỉ có một câu duy nhất là mẹ ơi mẹ về đi thôi. Tuy nhiên là trong ca khúc này để mà tập trung chủ đề và nhấn mạnh cái chủ đề cái hình ảnh của bà mẹ cứ ngồi mãi ở bên những đấm mộ như vậy, thì tôi đã kết thúc đoạn A thì tôi vẫn phải nhấn mạnh lại là mẹ ơi mẹ về đi. Và đặc biệt là câu đề kết thì đến hai lần tôi đã lặp lại cái câu mẹ ơi mẹ về đi. Và thậm chí là câu cuối cùng của ca khúc thì tôi đã viết là mẹ ơi hãy về đi. Thế thì có thể nói tức là ở trong bài thơ của anh Nguyễn Quang Thiều ấy, thì nó có hai không gian. Một không gian ấy là không gian ở quê nhà, mà không gian ở Nghĩa Trang. Thì do ám ảnh cái hình ảnh bà mẹ Nghĩa Trang cho nên ca khúc tôi quyết định là chỉ dùng một không gian thôi, là ở Nghĩa Trang thôi. Vì vậy cho nên khi mà sang đoạn B cái thì tôi dùng hoàn toàn cái câu thơ của anh Nguyễn Quang Thiều để mà vào đoạn B là mẹ run run thấp nhưng nén hương. Và như vậy cái khung cảnh khi mà mẹ thấp như vậy nghĩ đến các anh, nghĩ đến những cái liệt sĩ của chúng ta. Và khi mà sau câu cao trào thì là mong anh là về với mẹ một đêm thôi. Cái câu mà anh ấy về với mẹ một đêm thôi thì sau câu cao trào tôi có đưa nguyên văn cái câu của anh Nguyễn Quang Thiều vào. Và khi mà anh Thiều nói cái ý là anh ấy về với mẹ một đêm thôi ấy, thì có rất nhiều hình ảnh, kể cả nồi cơm rồi kể cả tất cả mọi thứ thì có rất nhiều, nhưng mà tôi chỉ sử dụng một cái chi tiết là để bữa cơm nhà thêm đôi đũa nữa. Thì câu này tôi biên tập từ ý thơ của anh Nguyễn Quang Thiều. Thì có thể nói tức là khi mà chuyển từ một bài thơ mà sang cái ca khúc khúc hát chiều Nghĩa Trang thì có thể nói tức là có nhiều câu tôi dùng nguyên vẹn, nhưng mà cũng có rất nhiều câu thì bắt buộc tôi phải biên tập lại. Thì rất may là anh Nguyễn Quang Thiều là một người mà khá hiểu cái công việc phổ nhạc, vì vậy cho nên là anh cũng nhất trí tôi rất là nhanh để mà có được cái ca khúc khúc hát chiều Nghĩa Trang. Và nhân dịp này là cảm ơn nhà thơ có một bài thơ rất hay cách đây 40 năm và đã có một sự hợp tác rất là tuyệt vời để ra đời được ca khúc khúc hát chiều Nghĩa Trang.